tránh những sự hiểu lầm nếu có thể. Có một số các anh chị không có tài nói chuyện này, bởi vì đây là có thể nói là một trong những cái loạt bài mà chúng tôi trình bày lâu nhất, mỗi tuần là một chương mà có khi thì bạn không có thực hiện được, thành ra kéo dài, ra nhiều khi không theo dõi từ lúc đầu. À, tinh thần chương đầu về bình, từ chương 13 trở đi cho tới chương 2 khác nhau chết. Mục tiêu của những cái mục tiêu trích từ trong Hán Tạng đi, nên ra có cái chúng ta ôn lại, chúng ta tìm hiểu một điển Bắc truyện trong bài bây giờ đã được dịch ra tiếng Việt và phổ biến khắp nơi. Hai là kinh điển Nam truyện đầu cho ngài Minh Châu dịch ra tiếng Việt, chúng tôi có đưa lên trên web, và bây giờ thì cũng có một số các vị cao tăng khác ở Việt Nam hay là ở nước ngoài đang dịch lại hoặc là hiệu đính lại cái bản dịch đầu tiên của Hòa thượng Minh Châu. Thì đây là một trong những dịp mà chúng ta có thể đọc, nghe và so sánh đối chiếu hai cái nguồn kinh điển nguyên thủy đó. Và ngày nay thì được đa số các nhà cao tăng học giả công nhận là chúng ta nên sử dụng cả hai nguồn nếu có thể. Rồi, bây giờ thì mời các anh chị đi vào trong cái hình đầu tiên để chúng tôi sẽ đưa Nhật Quỳnh, thì không có ai chạy được cái banner thì nói chuyện tới đâu cái link đến đó. Và các anh chị nào vào được trong cái hình đầu tiên thì xin cho số 1. Và đây là cái banner để các anh chị đi vào. Thì chúng ta thấy cái cuốn sách được chia ra làm 24 chương, từ chương 1 đến chương 24. Chúng ta đang ở trong hôm nay là ở chương 21. Chúng tôi có đánh dấu họa thị màu đỏ và tương đương hay là để bổ sung vào trong những cái chương này thì ngài cũng ra một cái danh sách khác đề về giáo thuyết cho những cái bài kinh mà nếu chúng ta thật sự quan tâm thì có thể tự tìm hiểu thêm. Thì trong chương 21 này thì chúng ta nếu mà biểu thêm thì chúng ta cần phải hiểu nào là sáu căn. Sáu căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý qua cái nhìn của Phật giáo, và chúng ta áp dụng như thế nào trong cái sự tu tập của mình, thì cái đó là ngài chỉ gợi ý để chúng ta tự tìm hiểu thêm thôi. Thì đó là cái mục lục của cuốn sách gồm có 24 chương, như chúng tôi đã nói thì chia ra làm hai phần, từ chương 1 tới chương 12 thì nói về cái bệnh, và từ chương 13 trở đi cho tới 4 nó nói về cái chết. Bây giờ khi mà chúng tôi soạn lại để sửa soạn những trình bày cho cái buổi nói chuyện hôm nay thì sực nhớ là tuần rồi chúng tôi có trình bày nhân cái dịp lễ rằm tháng 6 sắp tới, thật sự ra là ngày mai, bữa nay hay ngày mai vậy là đúng rằm tháng 6, tức là thường thường là chúng ta đi chùa, những cái chùa Phật giáo Nam truyền thì bắt cư rằm tháng 6 cho tới rằm tháng 9. Đôi khi chúng ta quên một ý nghĩa khác là đánh dấu cái ngày Đức Phật giảng bài kinh đầu, kinh chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh chuyển Pháp Luân tóm tắt lại cái cốt lõi, những cái điều quan trọng trong cái cuộc đời hoằng đạo của ngài, đó là cái con đường giải thoát. Và trước khi chúng ta tiến đến cái con đường được giải thoát thì chúng ta phải hiểu cái sự thật, cái bản chất của cuộc đời là như thế nào, qua bốn sự thật: khổ, tập, diệt, đạo. Đạo là con đường đưa đến giải thoát giác ngộ, nhưng mà chúng ta phải biết thế nào là khổ, nguyên nhân của khổ,
và khổ có thể diệt được, tức là niết bàn, và con đường để diệt khổ tức là bát chi thánh đạo. Và trong cái phần khổ thì Đức Phật nói tám cái khổ: sinh già bệnh chết là khổ, sầu bi khổ, u não là khổ, ái biệt ly khổ, rồi cái quán tăng hộ khổ, cầu khổ, rồi cuối cùng ngày tóm tắt lại là tóm lại năm thủ uẩn là khổ, tức là năm mà chúng ta chấp thủ vào đó thì khổ. Sau khi ngài giảng cái bài kinh đầu tiên thì chỉ có người anh cả mở pháp nhãn đã thấy rõ thẩm thấu được tứ diệu đế thôi, chứ không phải đơn giản. Rồi ngài ở lại đó vài ngày sau, ngài giảng đi giảng lại xoay quanh về chủ đề này cho bốn vị kia, thì bốn người em kia mới đắc đạo, mới chưa phải đắc đạo mà mới nhập được dòng thánh, tức là đắc quả dự lưu. Chúng ta cũng thể gọi là đắc đạo cũng được, tức là bắt đầu nhập vào trong cái dòng giải thoát. Và chúng ta cũng nhớ ở đây là trong cái nhìn của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì trên cái con đường giải thoát, khi ta vào cái dòng sông giải thoát thì phải qua bốn giai đoạn. Đầu tiên là dự lưu, rồi nhất lai, bất lai, rồi a la hán. Đôi khi kinh điển chỉ nói về a la hán thôi mà coi như là ngầm hiểu ý là phải qua cái ba giai đoạn đầu tiên, mà nó có lẽ cái vị đó có nhiều cái duyên lành hoặc là tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, nên cái kiếp này chỉ gặp Đức Phật chứ cần một lời giảng hay là một pháp hành của Đức Phật là cái vị ấy đi thẳng luôn từ một phàm nhân vào trở thành một vị a la hán. Nhưng thật sự ra là phải qua ba giai đoạn kia, nhưng mà có lẽ rất là nhanh. Bây giờ trở lại vấn đề ở đây thì năm anh em Kiều Định Trần Như sau khi đấy nghe xong và hiểu được thẩm thấu được tứ diệu đế thì coi như là mở pháp nhãn thấy được sự thật và nhập được dòng thánh đắc quả dự lưu. Rồi trong cái Đức Phật lưu tại đó trong một hai tuần sau giảng cái bài kinh thứ hai là bài kinh Vô Ngã Tướng, tức là ở đây là giảng rộng ra về thế nào là năm thủ uẩn. Chúng ta chấp thủ vào đó sắc thọ tưởng hành thức, cho nó là tôi, cho nó là của tôi, cho cái ngã của tôi ở trong đó, cho do đó mà khi mà nó biến hoại, hả, biến hoại là khổ, thì chúng ta thấy rằng nó không có, mình không có kiểm soát được, cho đó mình khổ, mình không thấy được vô ngã. Và khi mình thấy được rằng năm cái thủ uẩn đó, tức là cái mà cái cấu tạo được cái gọi là tôi là qua cái thân và cái tâm, thân tức là sắc, tâm tức là thọ tưởng hành thức, là sẽ luôn luôn nó không có cái gì trường tồn ở trong đó. Khi được như vậy rồi thì mình sanh ra mình mắc vào đó gọi là yểm ly nhàm chán, và khi nếu mà không có dính mắc thì không còn tham thủ đó là giác ngộ giải thoát, thì lúc đó năm anh em Kiều Trần Như mới đã quả a la hán. Đây là chúng tôi chỉ nói tóm tắt như vậy bởi vì nó có liên hệ đến cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Rồi sau khi Đức Phật ở tại Sa Nấp cái mùa mưa đầu tiên 3 tháng đầu tiên, sau đó ngài bắt đầu đi du hành. Ngài nhớ lại cái lời hứa với vua Bình Sa khi mà ngài còn là một vị đạo sĩ đi tầm đạo, thì ngài có hứa với vua Bình Sa là Bibhisara đó, khi nào mà ngài đắc đạo ngài sẽ trở về thăm vua. Ra ngài nhớ lại cái lời hứa đó ngài mới quay trở lại hướng Bồ Đề Đạo Tràng để mà đi, đi tới thành Vương Xá thăm nhà vua Bình Sa Vương. Thì khi mà đi qua khỏi thành chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà nơi ngài ngồi thành đạo đó, tới một cái ngọn đồi ở phía bắc, ngọn đồi Gajasisa, thì ngài gặp 1.000 đạo sĩ thờ thần lửa, mà ngài thấy rằng các vị đã có đủ duyên rồi, có lẽ cũng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái kiếp này thì họ lúc đầu thì họ chưa gặp Phật, thành ra họ vẫn thờ theo các Bà La Môn, họ thờ thần lửa, nhưng mà cái tâm họ tương đối chín mùi trong sạch. Ra ngài dựa vào cái niềm tin vào thần lửa đó, ngài giảng bài kinh Lửa Cháy. Và cái lửa ở đây ngài dùng cái một cái ảnh dụ thôi, tức là bây giờ thay vì nói năm uẩn là cấu tạo con người thì nói về 6 căn, là khi chúng ta biết rằng chúng ta hiện ở đây, chúng ta biết được cái thế giới chung quanh mình, tức là qua 6 cái cửa và tiếp xúc với lại 6 cái đối tượng bên ngoài. 6 cửa đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Khi mà tiếp xúc với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, thì có 6 cái sự xúc như vậy và 6 cái sự nhận biết, 6 thức.
sáu căn, sáu trần và sáu thức, rồi 18 giới, sáu nhân ba. Và khi có sự tiếp xúc như vậy thì bắt đầu có thọ, có cái cảm thọ tự nhiên, thọ lạc hoặc là thọ khổ, hoặc là thọ không khổ không lạc, thọ trung tính trơ trơ. Và bởi vì mình không thấy rõ được cái gì mà nó tạo ra cái phản ứng của mình một cách tự nhiên, là khi mình thọ lạc đó, cái lòng tham mình nổi lên là mình cứ muốn bám nó hoài, nhưng mà nó không có ở đã lâu được, mình xong rất khổ. Còn khi mình thấy cái thọ khổ là mình xua đuổi nó đi, tức là do cái tâm tâm sân của mình không muốn nó ở đó nữa, nhưng mà đôi khi nó ở hoài, cái thọ khổ nó không có đi mất được, mình cũng thấy rất là bực bội. Còn khi mà mình có một cái cảm thọ mà nó không lạc không khổ thì mình không có hiểu nó là cái gì, là do cái tâm si của mình nó chi phối, nên mình thấy lờ đờ, thấy đâm ra hoang mang khó chịu. Ra do ba cái nguồn gốc tham sân si mà cái cảm thọ là tự nhiên nó có, mình không kiểm soát được, nhưng mà cái phản ứng của mình đối với ba cái loại cảm thọ đó thì là mình có thể kiểm soát được, mình có thể tu tập được, mà mình không có tu tập thì nó cứ tạo khổ hoài, là tạo ra những cái nghiệp thành triền miên như vậy từ đời này qua đời kia. Thật ra khi mà mình thấy được rõ như vậy, thấy những cái cảm thọ mà nó có những cái tác dụng tai hại như vậy thì mình không có chạy theo mấy cái cảm thọ đó, không có phản ứng thuận nghịch với nó, để nó tự nhiên như vậy, không dính mắc vào đó. Tức là mình là yếm ly, mình nhàm chán ly tham, cũng giống như là cái trường hợp hồi nãy nói về cái bài kinh Vô Ngã Tướng, là không thấy có cái ngã, cái tôi, cũng nó không có kiểm soát, không có phản ứng, không có tạo cái nghiệp hành. Từ đó thì đạt tới cái mức độ giác ngộ của những cái vị đó, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không có trở lại cái trần nữa, không còn tái sinh luân hồi nữa. Thì đó là chỉ tóm tắt cái mấu chốt, hay là những cái điểm, cái then chốt, những cái cốt lõi của tu tập. Bất cứ chúng ta làm cái gì, chúng ta có đặt cái câu hỏi là những cái chuyện mà mình đi học, đi hành, đi tập như thế đó, nó có đem đến cái lợi ích gì, có cho giúp cho mình thấy được cái năm uẩn nó là thay đổi, nó không có cái tôi, cái ta trong đó, hoặc là cái cảm thọ của mình có thể kiểm soát được nó hay không, tức là mình không có phản ứng với nó, mình cũng không có chạy theo nó được hay không. Cho dù mình đi hành thiền pháp này pháp kia, rồi mình nghe giảng hết bài này bài kia, rồi mình học phân vi diệu pháp A Tỳ Đàm, phân tích tâm này tâm kia, nói như là mình tụng như con vẹt, nhưng mà cuối cùng nó có giúp được gì cho mình để mình thấy rõ được năm uẩn và sáu căn này? Cái đó là cái mới là cái mấu chốt của những cái lời giảng của Đức Phật, giúp cho chúng ta thăng tiến trên con đường tu tập. Đó là cái theo các bạn nhìn của tôi, chúng tôi thì ra cuối cùng là phải trở lại ba bài kinh này thôi. Chúng ta học cái gì, học nhiều, đọc rất là nhiều sách, nghe nhiều bài giảng, đi hết dự khóa thiền này qua khóa thiền kia, đi hết qua xứ này xứ kia, ở trường thiền này ở trường thiền kia, nhưng mà cuối cùng lại chúng ta có nắm được ba cái bài kinh này hay không, theo cái nhìn chúng, cái căn bản nhất. Và cái bài kinh thứ ba nói về sáu căn, sáu trần và sáu thức, đó là bài kinh nó có cái tầm quan trọng và dùng làm mấu chốt cho cái chương 21 ngày hôm nay. Là bắt đầu chúng ta thấy rằng Đức Phật trong những cái thời gian đầu tiên ngài giảng về tứ diệu đế, tức là bốn sự thật, con đường là bát chánh đạo, rồi sau đó ngài chuyển sang nói về năm uẩn mắt sắc thọ tưởng hành thức, rồi nói về sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp, từ đó sinh ra có những cái cảm thọ, ba loại cảm thọ nhân ba, tức là 18 loại cảm thọ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, chúng ta nắm cái đó là có giống như chúng ta tụng bản cửu chương như vậy. Không có thuộc bản cửu chương thì không làm toán được, nhưng mà cứ bám vào cái bản cửu chương hoài này thì cũng không có thăng tiến được. Nhưng mà ít ra đầu tiên chúng ta phải nắm cái bản cửu chương. Cái bản cửu chương ở đây tức là tứ diệu đế, năm uẩn, sáu căn, cho nắm nắm cho đó, rồi từ từ chúng tụng đi tụng lại, rồi áp dụng vào trong đời sống hàng ngày, những cái sinh hoạt bình thường trong đời sống hàng ngày, rồi mình thấy nó rất hay, nó giúp cho mình cũng giống như là một cái bản đồ hay là cái kim chỉ nam,
giúp cho mình tu tập mỗi ngày. Bây giờ mời các anh chị qua cái hình tiếp. Có cái ai vào được rồi thì xin cho số 1 ha. Nó về năm uẩn sáu xứ. Ở đây cũng là ôn lại thôi. Bây giờ chúng ta thấy rằng có cái phong trào, có trào lưu đi học vi diệu pháp. Hồi xưa chúng tôi bỏ cả năm đi học mà lúc đó không có cái được may mắn không gặp thầy như bây giờ. Các anh chị bây giờ thì có thể đi dự những cái khóa giảng hay là có thể theo dõi trên YouTube có những cái bài, những cuốn sách ôn tập dễ dàng hơn. Chứ ngày xưa cách đây chừng mà nhìn lại chừng khoảng 20 năm trước khi chúng tôi bắt đầu để nghiên cứu vi diệu pháp phải tự học, lấy cái cuốn Tán Pháp Tập Yếu Luận của ngài Hòa Thượng Minh Châu, rồi cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu của bác Phạm Kim Khánh, rồi đọc bản tiếng Anh của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề và cả ngài Narada, rồi tự mày mò mà học. Cuối cùng lại thì mình thấy là mình cần phải nắm cái bản này trước, trước khi mà bị sa lầy hay là dính mắc vào trong những chi ly và những loại tâm hay tâm vương tâm sở này kia, lộ trình tâm này nọ, thì mình phải nắm cái bản này trước, coi như là cái bản này là cái bản mẫu, bản cái căn bản này, rồi thì mình mới đi vào chi tiết và những cái loại tâm mà được trình bày trong vi diệu pháp hay trong A Tỳ Đàm. Không biết là có theo dõi được vào được cái bản này chưa? Cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta là phàm nhân thì chúng ta được cấu tạo, chúng ta nhìn qua trong cái bản này thì chúng ta thấy có danh và sắc, tức là có một phần có thể cân đo đong đong đếm được thì chúng ta gọi là sắc hay là vật chất, và một phần giống như cái tâm của mình biết nó có hiện diện nhưng mà mình không thể cân đo đong đếm được, mình sẽ dần biết là danh và sắc. Đó là cái phần chia đầu tiên để cấu tạo con người. Và một phàm nhân như vậy mà khi mà tu tập cho nếu mà đầy đủ phước duyên và đầy đủ tinh tấn nỗ lực này nọ tròn đủ rồi thì có thể đắc niết bàn. Đắc niết bàn ở đây tức là một cái trạng thái giác ngộ thôi, chứ không có nơi chốn nào hết. Mà khi cái vị đấy vẫn còn cái thân xác chưa có, gọi là chưa có chết thì gọi là dư y niết bàn. Giống như Đức Phật sau khi mà thành đạo ở ngày rằm tháng tư ở Bồ Đề Đạo Tràng, lúc đó là ngài đắc hữu dư y niết bàn, tức là ngài vẫn còn ở tại thế suốt thêm 45 năm nữa, cho tới 45 năm sau khi ngài 80 tuổi rồi thì cái thân ngũ uẩn mới ngừng hoạt động, thì lúc đó gọi là vô dư y niết bàn, cái là thất xác đó, không hoạt động nữa. Đó là về thánh nhân và phàm nhân. Bây giờ nói về phàm nhân thì chúng ta biết cái mức phân chia đầu tiên là danh và sắc hay là thân và tâm. Bây giờ về cái sắc, cái vật chất, về sau rồi có phân chia thêm nữa là được cấu tạo bởi bốn cái phần tử, tức là đất, nước, do, lửa, gọi là tứ đại. Đất tức là cái phần gì nó cứng rắn, nước là có cái phần gì nó có thể lưu chuyển được, gió là cái phần gì nó có thể bành trướng hoặc là nó bị co rút lại được, và lửa là phần nó có nó liên quan đến năng lượng thôi. Thì người ta đặt tên, người Ấn Độ ngay từ cái thời đó thì họ đặt cái tên, gọi cái tên là đất, nước, gió, lửa. Cái tên gọi nó là như vậy, nhưng mà phải dựa vào đó cái phẩm chất vật lý của nó để gọi là tứ đại. Về sau này trong vi diệu pháp còn phân chia thêm rắc rối nữa nhưng mình không cần biết. Trong cái giai đoạn mình này thì mình chỉ cần nắm bắt là nó được là tứ đại là đủ rồi, đất nước lửa gió. Đây là cái phần đã những cái gì nó ghi ở trong kinh tạng chứ không phải ở trong A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm tạng là phát sau này, ở đây là nói về ghi ở trong kinh tạng là coi như phát ghi lại đầu tiên trong khi Đức Phật còn tại thế. Rồi bây giờ nói về cái danh hay là cái sự nhận biết á, cái phần có mà lại không có thể cân đo đong đếm được, nó có hiện diện mà mình không có thể đem ra cân đo đong đếm được. Lúc đó ta chia làm bốn phần nữa theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó, tức là cái gì, cái thọ, cái tưởng, hành và thức. Thọ tưởng hành thức, như vậy thì cộng thêm cái sắc nó bên vật chất nữa thì ta thành ra năm. Rồi chúng tôi có ghi là năm uẩn là vậy, quán cái pháp và chúng ta quán cái sự thay đổi của năm uẩn đó là thọ tưởng hành thức. Có theo dõi được chỗ này chưa? Chị Nguyên Tuệ có thấy được chỗ này. Bây giờ nói về cái thức thì thêm một cái mức phân chia nữa, thì thức theo cái nhìn của người Ấn Độ thời đó là cái thức nó còn có 6 loại, tùy theo cái tiếp xúc của cái gọi là con người mình
Với cái thế chung quanh thì nó có sáu loại thức. Sáu loại thức đó là gì? Thức dựa theo con mắt, dựa vào tai, thức dựa vào mũi, lưỡi và thân và ý. Ý ở đây coi như cũng là một cái cửa, và cái trần, tức là cái đối tượng của ý, tức là những cái ý tưởng của mình. À, khi mình thì chẳng hạn như bây giờ mình ngồi đây, có thể mình nhắm mắt nhắm, cái tai mình không nghe gì hết, nhưng mà tự nhiên mình nảy ra một cái ý tưởng, mình nghĩ tới một tô phở, tự nhiên cái mình có cái cảm giác thích, thèm, muốn gì nọ. Lúc đó không có cái tô phở xung quanh mà chỉ nằm trong cái ý tưởng của mình, thì cái ý tưởng về tô phở đó gọi là cái đối tượng của cái ý cần. Các anh chị có nắm được chỗ này không? Hoặc là mình ngồi ở Sài Gòn, ở trong cái nhà này, tự nhiên mình nãy mình tưởng mình nghĩ tới một vị sư, chẳng hạn như ngài Kim Triệu đang ở bên Mỹ chẳng hạn như vậy, cái tự nhiên tâm minh quang mình nhớ lại ngày xưa có gặp ngài, ngài đã từng dạy cho mình cái bài pháp này, bài pháp kia này nọ, thì cái hình ảnh của ngài Kim Triệu ngay lúc đó nó không có thật, không thấy được xung quanh, nhưng mà nó nảy ra trong cái ý tưởng của mình. Thì đó là cái pháp. Cái hình ảnh của ngài Kim Triệu đó là coi như cái pháp, và đi nhảy ra để mình suy tư về cái hình ảnh đó là qua cái ý căn của mình. Tại sao mà cái nhìn của người Ấn Độ thì đó coi như là ý căn cũng là một cửa trong sáu cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì mình có sáu cái thức như vậy. Các chị nắm được chỗ này chưa? Và như vậy thì mình có sáu cửa, mắt tai mũi lưỡi thân ý, có sáu cái đối tượng, tức là sắc, tức là hình ảnh, hình dạng, thanh tức là âm thanh, hương là mùi hương, vị tức là cái vị nếm, xúc là cái sự xúc chạm mình, và pháp tức là đối tượng của ý. Và có sáu cái trần, gọi là sáu cái đối tượng như vậy, cộng thêm sáu cái căn nữa thì gọi là 12 xứ, nội xứ và ngoại xứ. Sáu căn gọi là nội xứ và sáu trần gọi là ngoại xứ, cộng thêm sáu cái thức của mình, thức qua sáu cái cửa đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức nữa, thì chúng ta có tất cả là 18 giới. Các chị nắm được chỗ này ha. Ở đây có cái biểu đồ này coi như là tóm tắt tất cả. Từ đó về sau thì mới là phát triển thành những cái điểm chi tiết hơn ở Diệu Pháp hoặc là A Tỳ Đàm. Không phải chỉ có tông phái Theravada mà còn có nhiều tông phái khác, 18 tông phái trong thời khoảng 500 năm, thì chia Ấn Độ chia là 18 tông phái. Mỗi tông phái có thể có một cái sự chia ly, một sự phân tích riêng, một cái bộ A Tỳ Đàm riêng, mà tất cả đều dựa trên cái bản này, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới. Thành thử ra ngày xưa khi mà chúng tôi học, bỏ một năm để học vi diệu pháp xong rồi, chúng tôi không có học nữa. Tôi cảm thấy là mình nắm đủ, mình hiểu được nó là gì rồi, cái vấn đề nó như thế nào rồi. Sau đó chúng tôi trở về cái bản này, soạn ra cái bản này theo cái nhìn riêng của mình, cũng như một số các nhà học giả khác, thì mình chỉ cần hiểu cái này thôi, mình sẽ biết được năm 12 xứ 18 giới là đủ. Không không phải là đủ, nhưng mà tạm đủ để mình có thể chuyển qua hay là thành thực tập, học tập qua những cái lĩnh vực khác, nắm được cái này trước cái đã. Rồi nếu mà những ai vẫn thích thì có thể đi chuyên sâu hơn vào tìm hiểu thêm về tâm, tâm vương, tâm sở, vân vân, lộ trình tâm là trong vi diệu pháp hay A Tỳ Đàm. Còn nếu mà những ai cảm thấy không có hợp duyên thì chỉ cần nắm cái bản này thôi, và từ đó mình có thể mình đọc kinh tạng mình hiểu được. Bây giờ thì mời các anh chị qua cái hình tiếp. Bây giờ chúng tôi nói một cách, trước khi mà nói về cái bài kinh thì bây giờ chúng ta cũng nói về sáu căn trước, là dựa theo cái bài kinh Lửa Cháy, xem như là cái bài kinh đầu tiên, bài kinh thứ ba, nhưng mà là bài kinh đầu tiên mà Đức Phật nói về sáu căn. Rồi về sau này thì trong 45 năm hoằng pháp thì Đức Phật có những cái bài giảng khác nhau đề cập tới sáu căn, sáu trần, sáu thức và 18 thọ, vân vân, nhưng mà đều là coi như là dựa theo cái bài kinh Lửa Cháy này. Thành ra chúng tôi trở lại cái bài kinh đó. Các chị vào được chứ ha, vào được cái hình, cái biểu đồ về bài kinh Lửa Cháy này, tức là chúng ta giúp chúng ta có cái nhìn quán nội và ngoại xứ. Về sau này trong cái bài kinh Lập Niệm hay là kinh Niệm Xứ, Đức Phật cũng có giảng trong cái phần quán pháp, giảng thêm, mà ở đây chúng ta nắm trước. Nhưng là chúng ta đã nói là khi mà là một con người á, bình thường á, thì chúng ta có sáu cửa, sáu mũi lưỡi thân ý.
và khi tiếp xúc với lại sáu cái đối tượng, tức là sáu trần hay là sáu cảnh. Đa số các sách Bắc Tông thì dịch là sáu trần, một số sách Nam truyền có lẽ bắt đầu từ ngày Tịnh Sự thì dịch là sáu cảnh. Đó tùy, cái đó là chúng tôi không có, chỉ ghi ở đây thôi, thì tùy theo cái sự quen thuộc của mỗi mỗi cá nhân, mình hiểu như vậy. Thì đó là sáu trần, đó là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì qua có sáu căn và sáu trần thì chúng ta có sáu cái tiếp xúc, sáu sự xúc chạm. Và khi có mỗi một cái sự xúc chạm như vậy á, thì thường thường là có một trong ba cái thọ xảy ra: thọ lạc, thọ khổ và thọ trung tính, tức là không khổ không lạc. Như vậy thì qua ba sáu sự tiếp xúc mà có thể có ba loại thọ, thì chúng ta cuối cùng thì chúng ta sáu nhân ba là có 18 loại thọ, 18 loại thọ. Có anh chị, anh Thành có nắm được chỗ này chưa? 18 thọ ở đâu mà có, tức là ba loại thọ: thọ lạc, thọ khổ, không lạc khổ, dâng cho sáu sáu cái tiếp xúc, tức là coi như là có 18 18 loại thọ, 3 nhân 6 18. Và 18 loại thọ này đối với phàm nhân chúng ta, mọi người bình thường, ngay cả bản thân chúng tôi thì nó bị chi phối bởi tham sân si. Mình tham thấy lạc thì mình tham, mình thấy sướng thì mình tham muốn giữ hoài. Mình thấy nó thọ đau đớn khổ thì mình muốn rẫy nó đi qua cái lòng sân. Hoặc khi cái thọ trung tính mình không thấy rõ được nó, mình thấy nó lờ mờ thì do cái si nó đang cháy rực, nó đốt cháy, nó làm cho mình, có người mình nóng nảy khổ sở, buồn rầu khổ đau bất mãn rồi đó. Và khi mình buồn rầu như vậy thì mình có những phản ứng không đúng, tức là mình tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp như vậy thì cứ lanh quanh luẩn quẩn trong cái vòng sinh lão bệnh tử thôi, sinh già chết, cứ tái sinh luân hồi như vậy thôi. Đó là cái cảnh với con người. Bây giờ nếu mà cái mục đích của tu tập là gì? Qua cái nhìn của sáu nội ngoại xứ, đây chúng tôi nói qua cái nhìn của sáu căn thôi. Tức là làm sao cho nó nguội lạnh, tức là mình thấy được nó như vậy. Cái cảm thọ là mình không thể tránh được. Cái có tiếp xúc là có thọ. Nhưng mà từ cái thọ mà mình phản ứng như thế nào, là cái đó là cái sự khác biệt khi tu tập. Một cái người mà tu tập có trình độ cao thì thấy nó nhàm chán, thấy như vậy rồi buông, chứ không có chạy theo, không có phản ứng gì hết, không có hứng thú rồi. Bởi vì không có hứng thú, không phản ứng thì không có tạo nghiệp. Coi như là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc nào cần làm nó làm xong, không trở lui trở lại. Đó là cái câu câu chuẩn của một cái vị giải thoát giác ngộ. Coi như là không còn dính mắc nữa. Thì đây chỉ là nói về cái tổng quát trong cái lộ trình tu tập của chúng ta, chứ không phải là đạt được liền. Ngay bản thân chúng tôi cũng còn khổ, là mình nói thì biết được, làm thì khó lắm. Ít ra mình biết trước cái con đường mình phải đi, mình thấy rõ con đường mình đi là như vậy, không có chạy theo với cái cảm thọ. Thành thử ra khi nào mình nghe ai giảng, ai nói gì đó mà nó ta thán về thọ này thọ kia, mình phải coi chừng. Có thể là người đó đi lạc, không có đi đúng theo cái tinh thần của Phật giáo, không có chạy theo cái cảm thọ. Đó là cái lời dạy của Đức Phật ngay trong cái bài kinh thứ ba, bài kinh Lửa Cháy. Bây giờ thì mời các anh chị qua một cái nhìn khác, nhìn khác trước khi chúng ta vào trong cái nội dung của cái bài bài chương 21. Thì bây giờ mời các anh chị qua cái slide khác nữa. Hình nhìn này thì để giúp chúng ta có một cái nhận định tương đối rõ ràng hơn trên cái con đường tu tập của mình. Thì cái nhìn cái hình này, tức là chúng tôi dựa theo cái gọi là cái bản đồ 12 nhân duyên. Các anh chị quay quen thuộc không? Bắt đầu từ vô minh, tức là bắt đầu từ cái khung nằm ở bên tay trái đầu tiên hết, cái chữ vô minh, có thấy được chỗ đó chưa? Và chúng ta đi theo cái chiều kim đồng hồ. Vô minh thì duyên hành, nó không biết là anh Thành có thấy chỗ này không? Duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu nội xứ, duyên xúc thọ ái thủ hữu sinh lão tử, là cứ lòng vòng như vậy thôi. Thì mình bắt đầu từ vô minh trước, đi theo cái chiều kim đồng hồ. Bây giờ cái mục đích của sự tu tập là chỗ nào? Là mình làm sao mình bẻ gãy được một trong những cái mắt xích này. Thì thường thường chúng ta hay nói là bẻ gãy cái vô minh, nhưng mà vô minh khó lắm, không phải dễ dàng mà bẻ và gãy được. Cái mà mình thông thường là mình tu tập để mình bẻ gãy là gãy ngay cái chỗ
Như nãy chúng tôi nói là sau khi mình thọ rồi, tự thọ sanh qua ái, cái đó là mình có thể kiểm soát và bẻ gãy được cây ở chỗ đó. Thì ở đây thì chúng ta vẽ thêm, tức là khi chúng ta có sáu nội xứ, tức là do cái mình đã có mặt hiện diện ở trên cõi đời này rồi, thì cái thân mình có sáu cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và thế nào mình cũng phải tiếp xúc với lại cái thế giới bên ngoài, mình không có tránh được tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Có tiếp xúc thì đó mình sanh ra cái thọ, tức là sáu ngoại xứ tiếp xúc với sáu nội xứ, qua cái sự tiếp xúc thì mình có cái thọ: thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Và khi mình có thọ, thay vì mình nói ái á, thì phân tích thêm một bước nữa. Không, chỗ này chị Nguyên Tuệ có thấy rõ không? Tức là từ thọ là mình cho nó là cái gì, có lạc, có khổ, mình bắt đầu mình tưởng, mình có cái thần tưởng hoạt động trong đó, tức là mình cho nó là cái gì, mình định nghĩa nó, rồi mình suy tầm, mình suy tầm trong đó, rồi mình bắt đầu mình hí luận. Hí luận ở đây tức nghĩa là mình thêm mắm, thêm muối này kia vào đó, là lúc đầu mình có tạo cái phản ứng. Nữa ra cái quan trọng của cái người tu tập đó là lúc đó là mình phải có niệm, có sự tỉnh thức, mình phải thấy nó rõ cái thọ đó là vô thường, nó vô ngã, nó không có, nó tạo cái khổ, chứ không có cái gì mà nó mình bán cho mình để phải để ý để mà phản ứng lại. Mình có thọ mà chỉ nhận nó là thọ thôi, chứ đừng có chạy theo nó nè. Nó này khó đó chứ không phải dễ, tại tự nhiên là do cái thói quen của mình. Như hồi nãy chúng tôi nói, giờ mình ngồi này, tự nhiên cái mình nghĩ đến tô phở, tự phở cái tự nhiên mình thấy thèm. Mình thấy cái mùi nó xông lên, mình đã quen ăn phở rồi, bây giờ trời lạnh như thế này chẳng hạn, như bên này trời rất lạnh, sáng nay chỉ có 8 độ đang ngồi không này, tự nhiên thấy thèm, thấy cái mùi, mình bắt đầu mình tưởng tượng nó ra. Mình có cái tô nước súp nó như thế đó, có miếng thịt, rồi có miếng giá, hay là có rau hay cái gì đó, ngồi chọn miếng tương rồi vào đó, rồi mình bắt đầu mình chạy theo đó. Mình chạy theo đó, phải đi tới cái tiệm này, tiệm kia, cái tiệm này thì ngon, cái tiệm này không được ngon, nhưng mà ở xa quá hay là cái gì đó, mình cứ thêm thêm vào cái, mình có cái phản ứng, mình chạy theo nó, mình không có kiểm soát được liền. Khi mà mình thấy rằng đang trời lạnh như thế này, cái tư tưởng nó hiện lên trong đầu có cái tô phở, thì mình nói là nó chỉ là tô phở thôi, mình mà nó không phải là có thật. Mình đang ngồi ở đây thì cái mình có thể ăn được là chỉ là vào trong ra tủ lạnh lấy ra khúc bánh mì nướng lên, rồi trét bơ hay là chiên cái trứng ăn thôi, để mình no, đừng có chạy theo cái thèm muốn gì hết. Thì tự nhiên mình thấy có thể giải quyết được vấn đề, không còn có thấy lộn xộn. Cái đây chúng ta chỉ đưa ra một cái thí dụ rất là đơn giản để mình thấy. Nếu mình không có cái niệm ngay chỗ đó là bắt đầu mình chạy theo cái tư tưởng. Nếu mình có cái niệm ở chỗ đó, tức là mình tỉnh thức, mình nhận diện được nó, mình biết giờ trời sáng, sáng sớm đói bụng, mở tủ lạnh xem có cái gì ăn, có gì mình làm được mình ăn, ăn cho nó no bụng, có đầy đủ chất bổ dưỡng rồi mình làm hay đi sinh hoạt những cái sinh hoạt khác. Thì nó thấy một cuộc đời nó đơn giản, nó không còn rắc rối nữa. Không biết chỗ này các anh chị có nắm được đó, từ cái thọ mà sinh ra cái ái là ngay chỗ này. Bây giờ thì có nay có lẽ chúng còn hơi sớm chút xíu, thì chúng tôi xin mời các anh chị qua một cái biểu đồ chót. Cái biểu đồ này thì chúng tôi chỉ soạn ra, thật sự cũng không có liên hệ trực tiếp đến cái bài nói chuyện, nhưng mà nó cũng tạo thành một cái căn bản hiểu biết thêm, tức là dựa theo cái bài kinh Atthasattasutta ở trong tương bộ. Thì cái bài kinh này phân chia tại sao mình có con số 108, thường thường mình nói có 108 cái hạt quyền trong cái chuỗi mà mình sâu chuỗi mà mình niệm, thì thường có hoặc là 36 hoặc là 108 hạt. Thì 108 hạt đó là theo một cái nhìn dựa theo kinh điển, thì đó là nói về 108 loại thọ, thì nó giúp cho mình nhớ thôi. Mà ở đâu mà có? Thì đầu tiên thì mình thấy có nhiều cái cách phân chia thọ. Đầu tiên thì mình thấy có hai loại thọ, là thọ ở nơi thân và thọ ở nơi tâm. Nơi tâm khi mình nghĩ tới cái gì đó, tự nhiên mình thấy đau đớn, hay mình giận lên, hay mình thấy sung sướng trong cái tâm mình thôi. Thì cái đó là thọ nơi tâm. Còn ở nơi thân mình thấy rồi, tiếp mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Hoặc là có khi thì nói rằng ba loại thọ, thì cái phân chia rõ ràng hơn, bình hay là phân chia mà mấy thường nhất, tức là thọ lạc, thọ khổ, không khổ, không lạc, ba loại thọ. Rồi có khi có những sách chia làm năm loại thọ nữa,
Tức là mình có thọ lạc, thọ khổ, rồi thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Tức là cái về cái thân thì chia làm hai, lạc và khổ ở ở thân, về cái tâm thì hỷ và ưu, còn cái xả thì coi như là không lạc, không khổ, không hỷ, không ưu. Do đó mà chúng ta có năm năm loại, mà thông thường nhất là có chia làm ba: thọ lạc, thọ khổ và không lạc, không khổ. Bây giờ nếu mình nhắm cái phân chia làm ba loại thọ đó, thì mình thấy rằng qua cái sáu cái sự tiếp xúc của sáu căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, tiếp xúc qua sáu cái đó và nhân cho ba loại thọ lạc khổ và không lạc không khổ, sáu nhân ba thì mình thân được số 18. Chị Nguyên phải nắm được chỗ này chứ, số 18. Bây giờ trong kinh điển có khi nói rằng cái có người thì tu tập thành ra cái lạc của họ, cái khổ, cái thọ của họ cũng cũng lạc cũng khổ, cũng không lạc không khổ, nhưng mà cái cường độ không có giống cái người mà không tu tập. Tức là chia làm hai thứ, người xuất gia và người tại gia là chỗ đó. Tức là do đó mà mình có 18 loại thọ, nhân 2 có 36. 36 loại thọ này nếu mình tính theo cái mốc thời gian nữa, tức là có những loại thọ nó xảy ra trong quá khứ, đang xảy ra trong hiện tại và sắp xảy ra trong tương lai, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mình nhân làm 3, 36 nhân 3 thì cuối cùng có 108 loại thọ. Do đó mà chúng ta có con số 108. Cái này thì chúng ta viết ra để ra đây cho hiểu, anh chị đã hiểu nên nắm vậy thôi chứ cũng không quan trọng gì lắm ha. Nhưng mình chỉ hiểu cái quan trọng nhất á, là mình nhớ là qua sáu cái tiếp xúc mắt tai mũi lưỡi thân ý có ba loại thọ cho mỗi tiếp xúc: lạc khổ, không lạc, không khổ. Và ba cái loại thọ đó nó xảy ra tùy theo cái bản chất của sự tiếp xúc, chúng ta không có kiểm soát được, mà cái chúng ta kiểm soát được là cái phản ứng khi mà chúng ta có ba loại thọ, một trong ba loại thọ đó, thì cái đó mới là cái mấu chốt của vấn đề tu tập. Cái điều đó là cái điều căn bản nhất, không biết là các chị nắm được chỗ này không, hay chị Hoàng Phương có nắm được chỗ này. Cái mấu chốt của tu tập đó không phải là mình làm sao không có thọ, nhưng mà làm sao mình kiểm soát được cái phản ứng của mình đối với cái thọ. Cái đó là cái sự khác biệt ở trong tu tập. Bây giờ thì mời các anh chị trở trở về cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin đọc ha. Giới thiệu. Bài kinh trong chương này một lần nữa ghi lại lòng từ bi của Đức Phật. Lần này ngài đến thăm một tỳ khưu mới thọ giới và chưa có đủ thời gian để thiết lập mối quan hệ mật thiết với các bạn đồng tu hay với các cư sĩ hộ tăng. Tức là trong trường hợp này, cái bài kinh mà ngài Analayo trình bày ở đây là có một cái vị trẻ tuổi mới vừa xuất gia thôi, cũng như là lính mới đi vào trong chùa rồi không quen biết ai nhiều, cũng không có được Phật tử tới hộ độ. Nhưng mà cái vị ấy bị bệnh. Rồi khi Đức Phật nghe tin như vậy, Đức Phật tới thăm và khuyên. Nhưng mà có lẽ cái vị ấy đã có tu tập nhiều đời, nhiều kiếp rồi. Ra kiếp này khi nghe Đức Phật khuyên như vậy là vị ấy nghe theo, là hành theo, là đắc đạo ngay trước khi chết. Mày coi học đắc hành như thế nào thì chút xíu rồi chúng tôi sẽ bài, và đây chỉ sơ lược như vậy. Bệnh tình của vị này tương tự như trường hợp một người phải nhập viện nhưng không có người thân hay bạn bè đến thăm viếng thường xuyên. Và như thế, bệnh nhân ấy cần có thêm sự hỗ trợ và lòng tử tế của các y tá và bác sĩ để chăm sóc người ấy. Giống như là trường hợp thực tế là cái người họ bị bệnh, phải nhập viện, nằm ở bệnh viện mà không có người thân, không có ai tới chăm. Ở trường hợp đó là họ, cái người đó họ chỉ nhờ cậy vào cái lòng tử tế của các vị y tá trong nhà thương, trong bệnh viện và vị bác sĩ thôi. Chứ còn không có người thân, không có bạn bè gì hết. Bài kinh được dịch dưới đây là bài đầu tiên của hai bài kinh trong tạp A Hàm 1025 và 1026 của Sanyutta Agama, tạp A Hàm. Ghi lại câu chuyện Đức Phật đi thăm một tỳ khưu vô danh, tức là không có nổi tiếng gì hết, không có được ghi chép trong bất cứ một cái bài kinh nào khác, chỉ có hai bài kinh này thôi. Đã xuất gia gần đây, mới vừa xuất gia. Mỗi bài kinh đều có bài kinh tương ứng trong tương ưng bộ, trong Sanyutta Nikaya, tức là tương ưng bộ.
35.74 tức là bài kinh số 74 của chương 35. 35.75 tức là bài kinh số 35, 75 của chương 35. Bây giờ thì chúng tôi xin đọc cái phần cái bài tạch bệnh bài kinh trong tạp A Hàm do Hán dịch ra tiếng Việt, và chúng ta dựa theo cái bản tiếng Anh của ngài Analayo. Tôi đây tức là ngài Ananda. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc rừng cây Kỳ Đà tại nước Xá Vệ. Bấy giờ có một tỳ khưu trẻ mới học xuất gia trong pháp và luật này chưa được lâu, ít người thân quen, một mình làm lữ khách không có người cung cấp, đang trú ở nhà dành cho khách tăng ở ngoài rìa xóm làng, bệnh đau nguy khốn. Nói thấy nói rất rõ trong cái bản tiếng Hán dịch gọn, tức là đây là một cái vị tu sĩ trẻ mới vừa xuất gia và ở một cái nhà chắc lẽ từ đâu tới rồi dành cho cái nhà ở ngoài rìa ngoài làng, ít có ai tới thăm, mà rồi chẳng may là bị bệnh, là bệnh đau. Bây giờ có một nhóm tỳ khưu đến chỗ Phật đảnh để dưới chân, ngồi rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, có một vị tỳ khưu tuổi trẻ mới học xuất gia trong pháp và luật này chưa được lâu, ít người thân quen, mình làm lữ khách không có người cung cấp, đang trú ở nhà dành cho khách tăng ngoài rìa xóm làng, bệnh đau nguy khốn. Trong số những người tỳ khưu có bệnh nguy khốn như thế, nhiều người đã chết không sống nổi. Lành thay, xin Thế Tôn vì thương xót mà đến viếng trú xứ đó. Tức là sau đó thì có một nhóm các vị tu sĩ khác biết được cái tin này mới tới bạch với Phật. Không biết bị bệnh gì, nhưng mà các vị biết rằng có nói rằng thấy bệnh như vậy đó, mà nhiều trường hợp thì không nguy khốn, không có thoát khỏi. Và bây giờ chắc cái vị này chắc cũng vậy, chắc cũng gần chết rồi. Rồi mới nói Đức Phật đang thỉnh ngài tới thăm. Bây giờ Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều sau khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến trú xứ này. Tỳ khưu bị bệnh này từ xa trông thấy Thế Tôn vịnh giường muốn ngồi dậy. Phật bảo tỳ khưu hãy nằm nghỉ, chớ ngồi dậy. Tỳ khưu có thể chịu đựng được khổ đau hay không? Tức là cái đó là câu chuẩn thôi, tức là đừng có ngồi dậy. Cái vị thầy trẻ thấy Đức Phật tới thì lật đật muốn ngồi dậy cho tỉnh lễ ngài, nhưng mà ngài bảo đừng có ngồi, nó cứ nằm. Ngài biết là bệnh nặng rồi, không có cần thiết phải ngồi. Rồi ngài mới hỏi là sao, có bớt chưa, có thấy bớt đau hay không? Thì tỳ khưu bạch với Phật, bệnh của con không thuyên giảm và thân con không được an ổn, các thứ khổ bức bách càng tăng thêm không giảm bớt, giống như người có nhiều sức mạnh bắt lấy người yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đầu rồi dùng hai tay siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. Hiện tại đau đớn của con còn hơn thế nữa. Đây là cái câu trả lời chuẩn thôi, trong những cái bài kinh khác thì cũng lặp đi lặp lại câu này thôi. Thành ra mình nghĩ là mình đã hiểu là đây không phải là thật sự, không phải là một cái câu nói thật sự, mà có thể là các cái khi mà biên tập á, thì gán ghép vào đây cho thấy rõ hơn cái cơn đau nó như thế nào. Câu như câu thiệu, câu chuẩn. Bây giờ thì làm giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội tạng nó ra, làm sao con bò ấy chịu đựng được sự đau đớn ở bụng? Hiện tại bụng của con còn đau đớn hơn thế nữa. Giống như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo trên lửa rồi đốt hai chân, hiện tại hai chân của con còn nóng hơn thế nữa. Bệnh khổ của con chỉ gia tăng mà không giảm bớt. Tức là nói về đau đớn, đau giống như là hai người lực sĩ mà dùng dây mà trói chặt siết mà mình nó đau như bị siết. Và đau bụng đến nỗi giống như con bò mà bị người ta mổ bụng lấy nội tạng, lấy tim gan phèo phổi ra, hoặc là giống như cái người yếu đuối mà bắt người ta bắt bỏ trên hơ trên lửa nó nóng cái như vậy. Tức là nói là cả người đau đớn vô cùng. Phật bảo tỳ khưu bị bệnh, bây giờ ta hỏi ông cứ đáp cho ta theo ý của ông. Ông có hối hận về điều gì chăng? Vì tỳ khưu bị bệnh
Bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật sự con có hối hận. Phật bảo Tỳ Khưu bị bệnh, ông có phạm giới chăng? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch Phật, bạch Thế Tôn, thật sự con không phạm giới. Phật bảo Tỳ Khưu bị bệnh, nếu ông không phạm giới, tại sao ông lại hối hận? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch Phật, con tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp thượng nhân và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc. Con tự nghĩ lúc mệnh chung không biết sẽ sinh về đâu, cho nên con sinh ra hối hận. Thì ở đây thì Đức Phật thấy rồi, thấy ông này ông khổ quá rồi. Cái tâm của ông mới hỏi rằng, mặc dầu cái thân nó đau như vậy, sự sự cái tâm của ông có bứt rứt về cái gì hay không? Thì ông Tỳ Khưu nói vậy, tâm con có bứt rứt. Thì khi mà có bứt rứt như vậy thì phải hỏi ngay là có phạm giới không, có làm cái điều gì mà sai phạm với đạo đức hay không, giới luật hay không. Bởi vì khi mà mình có làm cái gì nó không đúng với cái giới luật ấy, thì mình cảm thấy mình bứt rứt, khó hối hận. Mà trong trường hợp này thì ngài Tỳ Khưu trẻ ông nói không có phạm cái giới gì hết. Đức Phật hỏi như vậy thì bị hối hận hay là bứt rứt là cái điều gì? Ông ấy nói là bứt rứt là mình thì phát tâm đi tu, muốn cho đạt đến cái mục đích cuối cùng là giải thoát giác ngộ mà chưa đạt được. Không biết biết rằng mình sắp sửa chết rồi mà mình chưa có thành đạt được cái gì thì khi mình chết rồi mình đi về đâu? Thì đâm ra ông hoang mang, bứt rứt tại chỗ đó. Thì mình thấy sự cái ông này là cái tâm của ông là thật sự là mong cầu giải thoát giác ngộ chứ không còn muốn mong cầu cái gì hết. Cái điều này là cái điều thấy rõ nha, bởi vì khi người ta gần chết người ta lo sợ đủ thứ á, còn bám chắc vào vào vợ con, vào gia đình, danh vọng, tiền bạc đủ thứ, vào của cải vật chất hay là quyền lợi đủ thứ. Nhưng mà ông này không có, người Tỳ Khưu, ông Tỳ Khưu trẻ này đã biết ông gần chết bị nặng, nhưng mà ông chỉ có cái quan tâm của ông là hướng về cái giải thoát giác ngộ mà chưa thấy thành công thế thôi. Là cái tâm của ông thật sự là đặt hết vào trong cái hướng đó chứ không có nghĩ vào những cái hướng khác. Điều này có điều quan trọng. Phật bảo Tỳ Khưu bị bệnh, nay ta hỏi ông cứ đáp cho ta theo ý của ông. Vì có mắt nên có nhãn thức phải không? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật hỏi tiếp, vì có nhãn thức nên có nhãn xúc, và do nhãn xúc làm nhân làm duyên nên sinh ra các cảm thọ khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong phải không? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Thì ở đây cái ý của cái bài kinh này bắt đầu là Đức Phật đưa ra cái quan điểm về sáu căn. Đầu tiên nói về cái mắt đó, tức là bây giờ đó Phật mới hỏi rằng do con mắt thì mới có cái nhãn, tức là cái sự hiểu biết, nhận thức qua mắt. Và do cái sự hiểu biết đó ra, qua cái sự tiếp xúc giữa con mắt và cái âm thanh, và xin lỗi, và con mắt và cái hình hình sắc đó, thì nó có cái cảm thọ. Cái cảm thọ là cảm khổ lạc, không khổ không lạc, đúng như vậy. Đây là Đức Phật mới trong bài kinh mới nhấn mạnh vào cái sự tùy thuộc duyên sinh. Có con mắt, có cái sự tiếp xúc, từ đó mới có cái cảm thọ và cái sự nhận biết. Bây giờ nếu mà không có mắt, không có cái đối tượng, tức là cái hình hình sắc đó, thì sẽ không có cái cảm xúc và không có sự nhận biết. Đó là cái ý của cái bài kinh như vậy. Mà tương tự như vậy, Đức Phật hỏi về tai và nhĩ thức, mũi và tỷ thức, lưỡi và thiệt thức, thân và thân thức, và ý và ý thức. Và bây giờ mới là hỏi ngược trở lại. Phật hỏi tiếp, nếu không có mắt thì không có nhãn thức phải không? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Phật hỏi tiếp, nếu không có nhãn thức thì không có nhãn, và do đó không có nhãn xúc làm nhân duyên sinh ra các cảm thọ khổ hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong phải không? Tỳ Khưu bị bệnh, bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như vậy. Thì bây giờ mình thấy rõ cái nhân cái duyên rồi, giờ mình hỏi lại, nếu mà không có mắt á, thì làm gì có nhãn thức? Mà nếu không có nhãn thức thì không có sự tiếp xúc, mà không có sự tiếp xúc á, thì không có lạc, không khổ, không không có thọ trung tính, là không là khổ không lạc.
tức là cứ đây là cái logic của cái câu nói chuyện, cái bài nói chuyện, tức là mình hỏi xuôi rồi hỏi ngược để mình thấy rõ cái tương duyên giữa căn trần và thức. À, tức là thí dụ lấy con mắt rồi rồi lấy cái trần ở đây, tức là cái hình sắc, rồi cái thức cái nhận biết, rồi cái cảm thọ. Nếu mà không có một trong ba cái, trong cái ba cái nhân duyên đó là mình thấy không thấy có cái vấn đề. À, tức là hỏi ngược và hỏi xuôi. Rồi tương tự như vậy có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, tức là hoa sáu căn. Phật bảo tiếp, cho nên tỳ khưu phải khéo tư duy pháp như vậy thì lúc mệnh chung mới tốt đẹp được và đời sau cũng tốt đẹp. Bây giờ Thế Tôn vì tỳ khưu bị bệnh mà nói pháp, chỉ dạy soi sáng làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi không lâu sau, tỳ khưu mệnh chung, khi sắp mệnh chung, các căn của tỳ khưu ấy vui tươi, tướng mạo thanh tịnh và sắc da tươi sáng. Tức là Đức Phật giảng như vậy thì ông ta, cái người tỳ khưu trẻ đâu ta nắm được liền. Nắm được, tức là cái bản chất của khổ, của vấn đề ở đây á, là nó do duyên sinh. Cái cảm thọ của mình, nhất là khi mình bị bệnh á, mình có thể mình thọ khổ, đây là khổ vô cùng. Mà cái thọ khổ nó có được á, là do cái sự tiếp xúc gì giữa cái thân và cái đối tượng của thân khi mình bị bệnh như vậy. À, nếu mà không có cái sự tiếp xúc đó thì là mình không có sự khổ. À, và sở dĩ mình khổ như vậy á, là bởi vì có thân và có cái sự hiểu biết, có cái thức, cái nhận xét, không có tránh được. Cái tránh được của mình á, là mình thấy cái sự tương duyên như vậy để mình không có trách ai, không có cái tôi cái ta trong đó và không có chạy theo nó, thì đó là cái mấu chốt của vấn đề. Lúc ấy nhiều tỳ khưu đi đến chỗ Phật đảnh lễ dưới chân rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tỳ khưu trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khốn, nay đã mệnh chung, khi vị ấy sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Bạch Thế Tôn, tỳ khưu ấy sinh về nơi nào, sinh ra sao, đời sau thế nào? Bởi vì khi mà cái ông đó, cái Đức Phật đi rồi giảng như vậy thì cái vị người trẻ, tỳ khưu trẻ họ động tâm và quán soi theo cái hướng Phật hướng dẫn. À, quán soi một mình thôi. Và khi chết rồi thì cái tâm thấy cái căn của họ, cái sắc da rất là tươi sáng chứ không có sầu khổ, mà nét mặt rất là vui tươi. Thành ra các vị tỳ khưu kia lấy làm lạ, không biết Đức Phật giảng thế nào mà ông này mà chết một cách an bình vui tươi như vậy, mới hỏi Đức Phật. Phật bảo các tỳ khưu, sự mệnh chung của tỳ khưu ấy thật sự là quý báu. Sau khi ta nói pháp, tỳ khưu ấy hiểu biết rõ ràng, an trú vào pháp và không còn sợ hãi, đã đắc bát niết bàn. Các ông nên cung kính giữ gìn xá lợi của vị ấy. Bây giờ Thế Tôn thọ ký cho vị tỳ tỳ khưu ấy là bậc nhất. Phật nói kinh này xong, các tỳ khưu nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là cái cách thức dịch ra tiếng Hán như vậy thôi. Cái ý nói rằng đó, Đức Phật trả lời là sau khi mà được nghe Đức Phật giảng như vậy thì vị tỳ khưu ấy giác ngộ, không còn có sợ hãi nữa, mà đắc niết bàn, tức là coi như đắc a la hán, thành ra là bậc nhất, tức là cho là bậc nhất, tức là đắc a la hán. Vì vậy mà khi mà đem đi quả thiêu, hồi xưa là chết xong là quả thiêu chứ không có chôn giống như người 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 Trung Hoa, người Tàu thì có thủ tục để chôn, với người Ấn Độ chết là quả thiêu, và cái thủ tục đó vẫn còn giữ cho tới ngày nay. Và sau khi quả thiêu là giữ gìn cái tro cốt, bởi vì cho rằng người vị ấy đã đắc quả a la hán. Thì đó là cái nội dung của bài kinh, và các anh chị có thể đọc cái bài kinh tương đương là kinh về bệnh do hòa thượng Thích Minh Châu dịch, chúng tôi có kèm kèm theo trong đó. À, chúng tôi cũng sửa lại chút đỉnh nha, theo cái bản anh dịch của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề. Thì trong cái bài kinh tương đương này cũng nói cái vị đó cũng là một cái vị mới thọ giới, ít người biết đến, không có nói tên, bởi coi như vô danh. Thì Đức Phật cũng đến thăm, đến thăm rồi hỏi, thì ông ta cũng nói rằng cũng đau ghê lắm. Đức Phật mới hỏi là ông ta có hối hận cái gì không, thì ông ta nói không có hối hận, cái giới hành rất là trong sạch. Nhưng mà ông ta cũng có bức rất là khi mà thu tập như vậy vẫn chưa thấy đạt được một
cái mục đích gì hết thì ông ta cảm thấy bức rứt. Đức Phật mới nói rằng Đức Phật giảng cái mấu chốt của sự tu tập trong cái giáo pháp của Đức Phật là để ly tham, không để dính mắc. Cái bài kinh nó hơn cái bài kinh của ở trong Tạp A Hàm, bài kinh của trong Nikaya, trong Tự Ưng Bộ. Rồi cũng nói vị ấy quán sắc tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà nói rõ ràng hơn, tức là xem mắt hay tai hay mũi hay lưỡi hay thân ý là thường hay là vô thường, có thay đổi hay không. Và vị ấy trả lời rằng nó là vô thường, nó thay đổi. Nếu mà nó thay đổi như vậy, Đức Phật hỏi tiếp, thì nó phải chịu cái sự biến hoại thay đổi như vậy thì có khổ hay là vui hay là lạc. Thế ra đó là khổ, bởi vì mình không có nắm được nó, không có giữ được nó, không có cái gì lạc. Và nếu mà nó chịu khổ, nó có bản chất là khổ, có chịu sự biến hoại như vậy thì có thể nào mình cho nó là cái đó là tôi, cái đó là của tôi và cái đó là tự ngã của tôi hay không? Tức là mình có thể nào mình đồng hóa một cái ngã thường còn nào đó vào trong cái mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân ý này không? Thì tỷ kheo trả lời là không, không có thể nào mà mình có một cái tôi, một cái ngã thường còn nằm ở trong đó mà cũng không kiểm soát được đó. Tức là không có cái ngã sở, là không có cái của tôi ở trong đó. Khi mình thấy được như vậy rồi á, thì mình thấy rằng mình không có gì mình dính mắc vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý được hết. Tức là ly tham, không có chấp thủ. Và khi mình đã ly tham rồi á, thì đã giải thoát. Và khi giải thoát được như vậy là mình đắc A-la-hán, tức là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nào đã làm xong, không còn trở lui lại trạng thái này nữa. Và khi mà Đức Phật thuyết như vậy xong á, thì cái đầu tiên là cái vị ấy thấy được cái tuệ sinh, phát được cái tuệ sinh diệt, tức là phàm có cái gì có sinh khởi thì tất cả cái ấy đoạn diệt. Thì trong cái bài kinh này không có nói rõ đó cái vị ấy đã đắc được cái quả nào, nhưng mà mình thấy có nêu ra là cái vị ấy đã mở pháp nhãn, tức là ít ra vị ấy đắc được quả dị lưu. Và cái điểm đầu tiên có một cái vị đắc quả dị lưu, chúng ta nhớ ngay chỗ này, tức là mở được cái tuệ sinh diệt, thấy được cái vật gì có sinh khởi thì cái vật ấy có sự đoạn diệt ở trong đó. Đó là cái tuệ đầu tiên của một cái vị trên con đường tu tập cần phải có. Thì đó là những gì chúng tôi trình bày trong cái bài kinh tương đối ngắn của chương 21 ngày hôm nay. Bây giờ nhìn đồng hồ là thấy cũng còn sớm, nhưng mà bữa nay thì có lẽ chúng ta xin nghỉ sớm, phép được nghỉ sớm, bởi vì có thể có những bữa có những cái có những cái đề tài cần phải ở lâu để nói chuyện trình bày nó chi tiết hơn. Nhưng ngày hôm nay thì tương đối cũng cái đề tài này cũng không có cái gì nhiều. Tóm lại ở đây là chúng ta cần phải nắm bắt là trở lại cái bài kinh Lửa Cháy và bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng. Khi chúng ta nắm bắt được hai bài kinh đó rồi thì chúng ta sẽ hiểu được cái nội dung của bài nói chuyện ngày hôm nay. Và từ đó như chúng ta đã nói, chúng ta có một cái niềm tin hơn, tức là xuyên suốt không cần phải nắm nhiều, chúng ta không cần phải hiểu biết gì nhiều, làm sao nắm được cái mấu chốt là tứ thánh đế trong cái bài kinh đầu tiên chuyển pháp luân, cái thứ hai là nắm về cái ngũ uẩn, thứ ba là nắm sáu căn. Thì chúng ta khi chúng ta nắm được ba cái bài kinh đầu tiên đó thì mình thấy rằng trong những cái bài kinh còn lại là chỉ là Đức Phật thêm chi tiết cho từng hoàn cảnh, cho từng nhóm theo cái nghiệp duyên của họ. Rồi Đức Phật giảng thêm chi tiết thêm những cái phương diện khác thôi. Nhưng mà để nắm cái vấn đề trong tu học là làm sao chúng ta nắm được bốn đế, tứ thánh đế là khổ tập diệt đạo, trong đó có cái đạo là quan trọng. Đó là bát chi thánh đạo. Rồi chúng ta khai triển thêm về năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Và qua một cái nhìn khác là khi chúng ta tiếp xúc, hiểu được cái sự hiện diện của cái gọi là con người qua sáu cửa, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và có những cái cảm thọ qua sáu cửa đó mà chúng ta phải để ý để mà đừng chạy theo những cảm thọ đó. Thì đó là cái mấu chốt của vấn đề. Và chúng tôi cũng xin phép được dừng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Như thường lệ, trước khi chấm dứt, chúng tôi xin phép được đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quang hy phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự hồi hướng đến chư tôn tăng ni và quý anh chị đạo